À, chào bạn. Ở đây thì chúng ta thấy là mình đã gặp một đối thủ người Việt Nam. 1545. Chơi thế phòng thủ Scandinavian. Và mình vẫn sẽ chơi những nước cơ bản để đấu lại thế này. Nếu ở đây đen ăn hậu lên thì mình sẽ lên mã để đuổi hậu. Còn đây đen lên mã để muốn tạo quân mã ở trung tâm. Lúc này thì mình sẽ lên tượng để chiếu. Cái biến này mình đã phân tích ở trong video về khai cuộc Scandinavian rồi. Ở đây thì chúng ta ăn luôn. Như vậy thì chúng ta thấy là mình đã hơn được một tốt. Bây giờ thì sẽ nhập thành để nhanh chóng đưa vua ăn vào vùng an toàn. Ở đây thì đen lên tượng. Mình sẽ lên tốt này để phòng thủ. Lên hậu. Ở đây thì có lẽ đen muốn nhập thành xa. Như vậy thì mình sẽ phải xây dựng kế hoạch để chống lại nước nhập thành xa. Trước mắt cứ phát triển quân đã. À, ở đây thì có vẻ như là đen muốn đẩy tốt đuổi tượng. Như vậy thì đen sẽ không nhập thành xa. Nếu đuổi thì mình sẽ lùi tượng về. Lên tượng rồi. Ở đây thì xem nào. Mình sẽ phát triển xe ra. Con xe sẽ ra đây. Chúng ta thấy là đen rất là bình tĩnh, không vội vàng nhập thành. Ở đây đen ra xe. Cũng chưa biết là để làm gì. Ở đây mình ra tượng đây không phải để ghi mã mà chỉ đơn giản là phát triển tượng thôi. Nếu đen đuổi thì mình sẽ lùi tượng về và lùi về đây. À, ghi mã. Mình sẽ đuổi. À, các nước sau thì đen có thể nhảy mã ra đây để tấn công mã của mình. Nếu đen nhảy mã ra đây thì mình sẽ đẩy tốt này lên để đuổi tượng. Còn trước mắt thì tạm thời cứ lùi tượng về đây. Sau khi đẩy tốt này lên thì chúng ta thấy là cánh vua tương đối yếu và mình sẽ về con tượng để phòng thủ cho cánh vua. Chúng ta thấy là đen đã nhập thành. Về tượng rồi. Ở đây mình sẽ lên hậu để thông hai xe. À, ở đây thì đen có thể nhảy mã lên đây. Cờ này không ổn rồi. Lại phải về vậy. Ở đây thì mình sẽ lấy mã để bắt vào quân tượng. Ở đây chúng ta thấy là đen ra hậu vì muốn sau khi mã mình ăn đây thì đen sẽ đưa mã vào chiếu. Nếu vậy thì mình sẽ không sao, mình sẽ ăn quân tượng trước. Mình sẽ lên mã để phòng thủ chỗ F3 để tránh mã đen nhảy vào đây. Về mã. Mình sẽ lên hậu đây để ghim quân mã này. Nếu mã chạy thì mình sẽ bắt hậu. Và mình sẽ đưa xe ra để tấn công trung tâm. Cũng là cái cột nửa mở duy nhất trên bàn. Sẽ vẫn kế hoạch đưa xe ra trung tâm.
Ở đây thì mình lại về hậu. Ở đây thì đen chuẩn bị cho nước đẩy tốt này xuống. Mình sẽ về tượng. Đen chuẩn bị một tấn công vào tốt ở C2. Cũng lên tượng. Ăn xe lên. Nếu mình chạy con mã này thì đen có thể dùng mã để bắt vào con tốt này. Cũng khó khăn đấy. Ở đây thì phải chạy xe này, nếu không mã bắt vào đây thì sẽ bắt một trong hai xe. Ở đây thì đen sẽ ăn hậu. Vậy là cờ hòa tốt. Mình chiếu trước để cho đuổi vua lên đây. Sau đó mình mới ăn con tốt này. Ở đây thì mình sẽ phải lên vua để bảo vệ con tốt này. Ở đây thì cờ đã hòa tốt rồi. Buộc phải giữ con tốt này. Ở đây chúng ta thấy là đen đã hơn một tốt. Chúng ta thấy là anh bạn Việt Nam của chúng ta chơi rất hay. Lên mã. Có lẽ ván đấu này sẽ có một kết quả hòa. Đuổi xe. Mình sẽ ra xe và xuống ô này để tấn công tốt. Vâng, ở đây thì chúng ta thấy là mình đã giữ con mã này ở vị trí này. Wow, rất bất ngờ. Đổi xe với tốt. Cũng hơi đáng tiếc cho anh bạn Việt Nam vì nước đi rất táo bạo. Có lẽ anh đã suýt có một ván hòa, tuy nhiên thì một nước đi sai lầm.